em đưa ra kịch bản thì còn một bạn đồng viết kịch bản với em nữa là Quế Thanh, và hôm nay là Quế Thanh không có mặt ở đây. Thì sau khi trao đổi rất là nhiều xong, bắt đầu đến cái giai đoạn mà tìm nhân vật nào cho nó phù hợp trong MV á, thì Ly có nói với em là ủa sao anh không đóng luôn đi. Tại vì em thấy anh rất là phù hợp, thì em cũng có hỏi những người bạn bè xung quanh em có đóng có được không, thì anh kêu thôi đóng thử đi. Sao đóng thiệt luôn. Rồi cuối cùng em có lấy cách xe không? Dạ không. Tại Ly vay nợ nên là em cũng không nhẫn tâm, nhưng mà MV sau mà em đóng em sẽ lấy. Anh chia sẻ luôn là anh cũng vậy nha em. Với Ly nhờ lắm mọi người. Dạ. Ly nhắn mà nhờ mà đó. Không, em có bằng chứng trên Facebook luôn, là em muốn có up một cái hình mà em nhắn tin với anh Phát La là anh ơi anh báo giá giùm em. Hủ tiền bạc gì anh em trong nhà đâu mà. Cái em mới là không gửi tiền cho anh thôi, chứ em đâu có xù anh đâu. Đúng không? Là tại anh nhắn cho em á hả? Dạ đúng rồi, tại vì em phải tôn trọng ý kiến của anh á. Tại vì thường á anh nhắn cái đó thì người ta nói thôi lấy đi anh, thì anh ok em. Còn em chưa kịp hỏi câu sao em ok luôn là anh bị vô thế luôn rồi. Anh đâu có hỏi lại được, em ơi có thể hỏi lại anh câu đó được không? Anh đâu có vô được đâu. Thôi có gì anh em về nói chuyện sau nha. Anh em về nói chuyện sau nha, ok. cái bài hát này thì em nói là em đã sáng tác cách đây một năm rồi đúng không? Thì cái cảm hứng lúc mà em sáng tác cái bài này là nhờ một cái sự kiện gì, hay là một cái điều gì đó làm em bật ra trong đầu? Thường thường thì những cái khúc của em thì em sáng tác theo cái cảm xúc của mình thôi. Không có cần phải là một sự kiện gì, ví dụ như không có cần phải chia tay người yêu mới viết được, hoặc là không có cần phải ai đang yêu đời mới viết được, rảnh lại viết. À, rảnh lại em viết. Yeah. Hàng chỉ bán quá trời bài. Ở đây là rất nhiều người mua bài của em rồi đó. Nhìn phía dưới nè, rất là nhiều anh chị đã mua bài của em. Thì cũng may là mọi người cũng thích. À, cũng thích hả? Ở trong đây thì phiên tòa của chúng tôi là có hỏi về một cái là kỷ niệm quá trình làm MV. Thì nãy là em có chia sẻ là tiền đúng không? Thì ngoài cái tiền đó ra thì còn một cái gì đó mà trong lúc quay á mà em thấy là em nhớ mãi đến bây giờ. Có nghĩa là ví dụ như overtime, thêm phí rồi đó. Cái này thì em có nói chuyện riêng với anh Kim. Anh Kim là đạo diễn của MV này, thì có, anh ơi em không có tiền đâu nha anh. Nó mà phát sinh là anh bù vô chuyện đó. Nên là anh cũng sợ, anh đâu có dám lại phát sinh đâu. Chuyên gia gài người ta luôn. Tự nhiên quay của bà phát sinh mà bắt người ta đền. Bà hay vậy. Anh biết là Ly hiện tại là Ly làm một cái ca sĩ tự do. Thì vừa rồi là Ly đã không có còn làm mấy công ty quản lý của mình nữa. Thì hiện tại thì Ly cảm thấy như thế nào? Có khó khăn gì trong cái quá trình thực hiện MV này không? Khó khăn thì đương nhiên là khó khăn. Tại vì cái MV mà em đã thực hiện trong lúc ở công ty thì em không có phải làm một cái gì cả. Không có phải làm gì và cũng không có được đóng góp ý kiến luôn. Mà cái MV này thì em phải can thiệp từ A tới Z. Tất nhiên là em không phải là người trực tiếp làm, không phải người trực tiếp dựng, không phải người trực tiếp với chọn này kia. Nhưng mà em phải quan sát và theo dõi những cái tất cả các thâu luôn. Thì em cảm thấy rất là vui, cực nhưng mà vui. Tại vì mình được làm những cái mà mình thích á, mà không có phải lo sợ là người này không thích, người kia không thích, mình thích là được rồi. Mà cũng may là tất cả các anh chị em xung quanh em đều rất là giúp đỡ em. Ngay cả anh Kiên này, anh Cường, rồi anh Phát, rồi anh đi mua phối nhạc nữa. Nói chung là em cứ cũng ngại, tại vì không có tiền cũng ngại, nhưng mà mấy anh kêu là thôi anh em trong nhà, nhưng mà cũng đỡ ngại một xíu. Thiệt sự là anh không thấy em ngại nha. Cái lúc mà em đồng ý với anh là ok anh, cảm ơn anh nhiều lắm, anh không thấy cái sự ngại của em nha. Em còn đăng lên Facebook nữa, có nghĩa là mọi người ơi anh Phát La làm free nè, ai cần thì anh móc hình nha, em kiểu vậy á. Thì tại vì em quý, em kiểu em muốn khoe với mọi người là anh Phát La quý mình lắm nè. Xong rồi mọi người ai cũng sau này người ta nói sao mày lấy chứ không lấy tiền Ly, mà giờ mày lấy tiền đó. Giờ anh không dám lấy tiền ai luôn. Giờ anh là... cũng ghi gớm vậy luôn anh. Ừ, em phải suy nghĩ tới những cái hậu quả. Giờ để em xóa đó. Không biết mọi người lưu lại chưa nữa. Đăng báo luôn rồi em. Em nói xong là mọi người đăng báo rồi. Nhưng mà bây giờ em thấy đã bản thân em đúng không? Bây giờ em có muốn biết cái ý kiến của mọi người dưới như thế nào không? Có muốn mọi người đặt câu hỏi cho em không? Dạ có. Vậy thì
Bây giờ chúng ta cũ đó, anh biết là cái ý tưởng này là em lấy từ đó hay là từ một cái ý đồ nào khác thì anh không biết. Anh muốn nghe rõ hơn khúc này. Một cái ý cuối là thời gian qua thì mấy cái bài hit của em thì được khá nhiều ca sĩ người ta trình bày lại, thì em nghĩ thời gian tới em có đầu tư thêm về mặt kỹ năng âm nhạc để em định hướng chính cho mình thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp hay không? Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh đã đặt câu hỏi. Và em may sao đi, em té xuống ghế luôn. Tại vì cái MV này đúng là em rất là đầu tư nhất từ trước đến giờ của em. Nhưng mà để mà nói MV 2 tỷ thì không đúng. Em xin đích chính là MV này kể cả phần sản xuất và những cái chi phí xung quanh thì nó rơi vào tầm khoảng 700 triệu. Thì đây là một con số mà em nghĩ là nó không có nhỏ nhưng mà nó cũng không có quá lớn. Tại vì em nghĩ mặt bằng các sản phẩm nghệ thuật bây giờ đều là những sản phẩm rất là chất lượng và đầu tư rất là nhiều. Thì đây là một sản phẩm em nghĩ là nó cũng ở mức rất là tốt đối với em rồi. Hết sức rồi đó anh, cạn kiệt rồi đó. Và thực ra là ban đầu em cũng không có tính là bỏ ra nhiều tiền như vậy để mà làm một cái MV như thế này. Nhưng mà tại vì em quá thích cái ý tưởng Mai Cà Rồng. Như mọi người cũng đã xem á, thì em có nói qua với anh Cường, thì anh Cường hai anh em có ngồi và nói thích cái này quá, không có thể mà thay đổi được. Và khi mà em nói với anh Gin thì anh ơi, em hỏi được cái câu đầu tiên hỏi với anh Gin là anh ơi cho em hỏi là cái kịch bản như thế này thì quay tốn bao nhiêu tiền, các anh tính sơ sơ giùm em được không. Cái ảnh kêu là cái này thì tầm em nói được không anh? Sợ như phát la. Thôi anh tính là cái này nó phải rơi vào khoảng 500 mấy 600 triệu á em, là tiền bạc sản xuất thôi. Nhưng mà anh lấy em ít hơn. Dạ, cái em mới kêu ít hơn nhưng mà vẫn nhiều quá. Cái em mới suy nghĩ đắn đo. Như mọi người cũng đã biết là anh kia nói là em giao bài từ hồi tháng 4 nhưng mà tới tháng 10 mới ra mắt, thì là đó cái là thời gian mà em kiếm tiền. Mà tại vì anh Vinh đã hỗ trợ hết mức như vậy rồi thì em phải cố gắng làm cho bằng được thôi, chứ em thích quá em không đổi được. Anh Vinh nói là nếu mà không khó quá thì mình hay là mình chuyển phương án đi, mình làm một cái kịch bản khác đơn giản hơn thì sẽ đỡ tiền hơn. Nhưng mà không, em phải làm cái này. Và em rất là liều luôn á, khi mà em chưa có biết được là mình có tiền hay không mà em đã nói anh Vinh, anh ơi em làm đi, em có tiền rồi, em có tiền rồi. Nhưng mà lúc đó thật sự chỉ có tiền. Nên là đó là cái lý do mà em, vì em thích kịch bản này quá mà em phải làm. Còn nó có thành công hay không thì dù nó có thành công hay không thì em cũng đã làm hết sức rồi. Và em cảm thấy rất là tự hào về cái điều đó. Còn cái ý tưởng hôm nay, ý tưởng về cái phiên tòa án thì em thừa nhận. Em xin thừa nhận là em đã áp dụng cái hoàn cảnh của mình vào cái buổi họp báo ngày hôm nay. Em nghĩ nó không có gì là xấu đó. Em cũng nghĩ nó là một ý tưởng thôi, nó chỉ là một ý tưởng mà mình đưa vào cái buổi họp báo này. Em nghĩ nó cũng hợp lý. Đó là phiên tòa giữa em với lại cái anh Dracula này em. Tại vì anh đã làm tan vỡ trái tim em mà. Em kiện, em nhờ thẩm phán phát la xử ảnh cho em. Em không có bắt ảnh đền tiền gì hết, em chỉ bắt ảnh đền tình cảm thôi. Nhiều những cái ca khúc mà ca sĩ khác đã thể hiện cho em sáng tác, đó vừa là một cái điều vui mà cũng là một cái điều em hơi buồn. Tại vì ngay từ ban đầu á, là em định hướng cho mình là ca sĩ chứ không phải là nhạc sĩ. Và cái việc viết nhạc cũng như vậy, em viết là để em hát. Tại vì em rất là khó tìm bài và cũng hơi mắc. Em tự viết cho em hát luôn. Nhưng mà sau đó thì cái công việc viết nhạc nó gắn bó với em ngay tới bây giờ. Và tới bây giờ thì em xác định cho mình là em sẽ song song cái công việc viết nhạc và việc ca hát, chứ không có định hình theo mình là nhạc sĩ không hoặc là ca sĩ không. Nhưng mà tuy nhiên thì thời gian tới thì em sẽ tập trung hơn cho cái con đường ca hát của mình và đầu tư dành thời gian nhiều hơn cho cái việc đi hát của mình bằng cách là ra sản phẩm nhiều hơn, sản phẩm cá nhân nhiều hơn.
mọi người cũng đã thấy là Lily rất là chơi cạn máu với cái MV này luôn. Nên là vừa ra khỏi công ty cũ thôi nhưng mà đã gọi là rất là có tâm huyết với nghề. Cho nên là quý anh chị lát có thương Ly thì nhớ share cái MV này về ủng hộ cái nhỏ, để mà mình còn có thêm những cái buổi sau nữa. Chứ bé lần sau nó lại nhắn mình nữa thì nó lại nói anh ơi giống lần trước không anh, là mình lại nói là ủa em lần này là vẫn mượn hả em đó. Thì quý anh chị lát có thương bé thì nhớ share giùm em bé về nha các anh chị. Thương em để xem đi của em đó, anh đang kêu gọi mọi người đó. Dạ dạ vâng, còn anh chị quý nhà báo nào còn câu hỏi không? Chị hỏi một cái ý nữa, lúc nãy em nói là khi mà em muốn sáng tác đó, tại vì em thấy mua bài mắc quá, chị không biết là khi em bán bài em có bán đắt không ha? Dù sao ta đúng là cái lúc mua bài thì em thấy mắc thiệt, nhưng mà tới bây giờ thì em nghĩ là em bán cũng không mắc lắm đâu hả? Không mắc đúng không thầy? Anh Tú đã hát bài của Liên. Anh Tú cho em xin ý kiến nè. Một người đắt còn ai đắt nữa không ạ? Anh bán đâu giá? Không hề nha. Dạ, em đùa thôi chứ tất nhiên là đắt thì mình có tiền thì mình mua, mình không có tiền thì thôi. Chứ bán thì bán bao nhiêu tùy người ta, chứ sao mình ép người ta bán bao nhiêu được. Chất xám của ta mà mình không có thể mà chia đắt, chia này kia được. Mình có tiền thì mình mua, đó. Dạ. Nhưng mà thực ra với lại khi mà cái bài nó đã hit rồi á, thì cái chuyện mà tiền mua bài nó giống như là nhỏ xíu đúng không? Em nghĩ cái chuyện mà mình đi diễn lại còn lấy gấp mấy lần như vậy nữa. Cho nên anh nghĩ là từ giờ em phải mắc hơn nữa. Em phải lên giá nữa. Thế là em khỏi mua bài luôn đấy, khách Lan. Khỏi mua luôn. Khỏi mua rồi. Đi anh Tú thì em cho trả góp. Riêng anh Tú thì cho trả góp hả? Ok. Cho chị hỏi thêm một tí nữa. Nãy em có nói cái này là cái biên tờ, thì cho chị hỏi là không biết là cái lùm xùm của em với lại cái công ty cũ á, mình đã giải quyết xong hết chưa và hiện tại nó đã không ảnh hưởng gì đến công việc của em hay không? Cái đó thì em nghĩ là bây giờ nó mới bắt đầu á. Tại vì bây giờ thì giống như là ra tòa thì nó phải từng bước, và cái bước bây giờ mới là bước khởi đầu thôi, chứ có chưa có xảy ra nữa, nên là em nghĩ nó sẽ còn kéo dài rất là lâu và em nghĩ là nó cũng sẽ phần nào đó ảnh hưởng tới công việc của em, nhưng mà em sẽ cố gắng là tập trung cho công việc của mình hơn mà không để ảnh hưởng quá nhiều.